Chương 1. Nắng trên lá xanh, ly nước táo của bé Thủy. Hôm nay có 3 em bé, 2 gái và 1 trai, từ dưới làng lên chơi với Thanh Thủy. 4 đứa chạy chơi trên đồi phía sau nhà khoảng 1 giờ đồng hồ thì tìm vào để kiếm nước uống. Tôi đi tìm chai nước táo cuối cùng còn lại và đem rót cho mỗi đứa một ly đầy. Ly chót là của Thanh Thủy, ly này lợn cợn sắc táo, không trong như 3 ly trước. Thanh Thủy phụng phịu chê, không uống. 4 đứa lại chạy lên đồi chơi. Chừng nửa giờ sau, đang ngồi tĩnh tọa ở phòng bên, tôi nghe tiếng Thủy gọi. Cô bé muốn vặn nước lạnh trong vòi nước để uống, nhưng nhón gót mà cũng không với tới. Tôi chỉ lên bàn bảo, cháu uống ly nước táo đi. Thủy ngảnh lại nhìn. Ly nước táo bây giờ trong vắt không còn một tí lợn cợn nào nữa, trông thật ngon lành. Nó tới gần và đưa hai tay nâng ly nước táo lên uống. Uống được chừng 1/3 ly, Thủy đặt ly xuống và ngước mắt nhìn tôi. Có phải đây là một ly nước táo mới không thưa ông? Tôi trả lời. Không, ly nước táo hồi nãy đó, nó ngồi yên một lúc lâu cho nên trở thành trong vắt và ngon lành như vậy ở cháu. Thủy nhìn lại ly nước táo, ngon quá ông ơi, có phải ly nước táo bắt chước ông ngồi thiền không hả ông? Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên đầu nó, có lẽ nói rằng tôi đã bắt chước ly nước táo mà ngồi thiền thì đúng hơn. Tối nào đến giờ bé Thủy đi ngủ thì tôi cũng ngồi thiền, tôi cho nó ngủ ngay trong thiền phòng gần chỗ tôi ngồi. Hai ông cháu giao hẹn với nhau là trong khi tôi ngồi thì Thủy nằm, mà không lên tiếng hỏi chuyện. Thường thường thì chỉ chừng 5-10 phút sau là Thủy đã ngủ. Trong khung cảnh thanh tịnh đó, giấc ngủ đến với Thủy một cách dễ dàng. Mãn giờ thiền tọa, tôi chỉ cần đi lấy một cái mền đắp lên cho nó. Thanh Thủy là một em bé thuộc giới thuyền nhân, boat people, chưa đầy 4 tuổi rưỡi. Nó cùng với bố nó vượt biển sang tới Mã Lai hồi tháng 4 năm ngoái. Mẹ nó bị kẹt lại bên nhà, qua tới Pháp. Bố nó đem gửi nó lại Phương Vân Am vài tháng để rảnh rang lên Paris lo giấy tờ và kiếm việc làm. Tôi dạy cho Thủy vần quốc ngữ và những bài ca dao xưa. Con bé rất thông minh, chỉ trong vòng 15 ngày nó đã đánh vần và đọc từ từ cuốn Vương quốc của những người khủng, chuyện ngụ ngôn của Leon Tolstoy do tôi dịch. Tối nào Thanh Thủy cũng thấy tôi ngồi. Tôi bảo nó là tôi ngồi thiền. Tôi không hề nói cho nó biết ngồi thiền là gì và ngồi như thế để làm gì. Mỗi tối, khi thấy tôi rửa mặt, mặc áo tràng và đi khắp thắp một cây nhang cho thơm thiền phòng, là nó biết tôi sắp đi ngồi thiền. Nó cũng biết là đã đến giờ nó phải đi đánh răng, thay áo và leo lên chỗ nằm mà không nói chuyện. Không lần nào nó đợi tôi nhắc. Chắc rằng trong cái đầu tí hon của nó, bé Thanh Thủy nghĩ rằng ly nước táo ngồi yên một hồi lâu là để cho lắng trong trở lại. Và ông của nó ngồi yên một lúc lâu, chắc cũng là để lắng trong, cho khỏe khoắn như ly nước táo. Có phải ly nước táo bắt chước ông ngồi thiền không hả ông? Tôi nghĩ bé Thủy chưa đầy 4 tuổi rưỡi mà đã hiểu thế nào là ngồi thiền, mà không cần ai giải thích gì cho nó. Ly nước táo ngồi lâu thì lắng trong. Theo cùng một định luật, ngồi lâu thì ta cũng lắng trong. Lắng trong thì ta sẽ an hòa, khỏe khoắn và tươi mát hơn. Ta tự cảm thấy tươi mát và người chung quanh ta cũng sẽ thấy ta tươi mát. Một em bé ưa tới ngồi gần ta không hẳn là vì ta hay cho nó kẹo, hoặc kể chuyện đời xưa cho nó nghe. Có khi nó ưa tới ngồi gần ta chỉ vì ta tươi mát, có thế thôi. Tối nay, Phương Vân Am có một ông khách. Tôi rót nước táo còn lại ở trong chai cho đầy một ly và đặt ly nước táo ở trên chiếc bàn giữa thiền phòng. Bé Thanh Thủy ngủ rồi, tôi mời ông bạn ngồi cùng yên, thật yên như ly nước táo.